ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 9. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phạt 70 triệu tước bằng lái 2 năm với nữ tài xế say xỉn lái ô tô bỏ chạy sau tai nạn. 11 ngày trong tháng 9 có thể trải nghiệm biển vô cực, đó là những ngày nào? Xe bồn chở xăng bị lũ cuốn lật nghiêng, tài xế trèo ra ngoài ngồi chờ giải cứu. Truy bắt thanh niên sát hại tình địch tại phòng trọ Bình Dương. 6 du khách thiệt mạng khi leo lên ngọn núi lửa ở Nga. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 5 tháng 9. Liên quan vụ nữ tài xế say xỉn lái ô tô bỏ chạy 7 km sau khi xảy ra va chạm với xe máy gây xôn xao dư luận. Ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho hay vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng. Theo đó, nữ tài xế L, 26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, bị xử phạt do vi phạm 3 lỗi, không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông không dừng lại và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở. Trong khi nồng độ cồn đo tại thời điểm vi phạm lên đến 1,041mg trên 1 lít khí thở. Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 10 tháng 7, anh Điểu Lâm, ngụ huyện Hớn Quản, chạy xe máy trên đường liên xã, hướng từ thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản. Khi đến khu vực xã Tân Lợi thì xảy ra va chạm với ô tô chạy ngược chiều do bà L cầm lái. Cú va chạm khiến ô tô và xe máy cùng bị hư hỏng, anh Lâm bị xây xát nhẹ. Sau va chạm giao thông, nữ tài xế không ở lại xử lý mà lái xe rời khỏi hiện trường. Thấy vậy, nhiều người chạy xe máy đuổi theo nhưng nữ tài xế vẫn không dừng lại, bất chấp vỏ trước của xe bị bung ra. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Hớn Quản phối hợp chốt chặn trên tuyến quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, cách hiện trường xảy ra va chạm khoảng 7 km. Đến lúc này, nữ tài xế mới chịu dừng xe. Khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 9, cơn mưa lớn và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã gây ngập úng đoạn bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và thị trấn Mường Sáng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nước mang theo bùn đất tràn vào nhiều nhà dân và chảy ra quốc lộ 7, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi nước lũ rút, huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng, công an, quân sự, dân quân đến hỗ trợ người dân và khơi thông cống rãnh, đồng thời huy động máy xúc san gạt bùn đất, thông đường ngay trong đêm. Hiện trận lũ chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngày 5 tháng 9, bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau mưa lớn, nước ở ngầm tràn Thần Sa dâng cao, chảy xiết. Tuy nhiên, tài xế xe bồn vẫn điều khiển xe qua ngầm tràn Thần Sa và chiếc xe bị nước cuốn, bị lật giữa dòng. Ngay sau sự cố, tài xế đã thoát được ra ngoài và ngồi trên bồn xe chờ giải cứu. Đến chiều muộn cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa xe cẩu đến và kéo chiếc xe lên bờ an toàn. Những hình ảnh về biển vô cực tại Thái Bình được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến nhiều người trầm trồ. Tuy nhiên, để săn được khoảnh khắc tuyệt đẹp này thì ngoài kinh nghiệm, du khách cần biết những ngày khả năng xuất hiện biển vô cực cao nhất. Khoảng nửa tháng này, bãi biển Quang Lan và Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là điểm đến thu hút nhiều du khách, giới nhiếp ảnh bởi cảnh đẹp kỳ ảo, lôi cuốn trong sớm bình minh. Vào sáng sớm, khi nước cạn là mặt biển tráng một lớp nước mỏng, xấp xỉ mắt cá chân, trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật. Theo người dân địa phương, để chiêm ngưỡng được hiện tượng biển vô cực tại vùng biển Quang Lan và Thủy Xuân thì yếu tố đầu tiên du khách cần phải quan tâm là xem mực nước của ngày hôm đó có phù hợp thông qua một số app điện thoại có thông tin lịch thủy triều. Cụ thể, mực nước thủy triều thích hợp là từ 1m2 đến 1m8. Lúc này mặt nước trên bãi sẽ chỉ xấp xỉ mắt cá chân, rất thích hợp để hiện tượng vô cực xảy ra. Trong tháng 9, chỉ có những ngày 7, 11, 12, 13 và từ 21 đến 27 tháng 9 là có mực nước thích hợp để du khách có thể trải nghiệm biển vô cực. Sáng nay 5 tháng 9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 sau một năm không có ngày khai trường do dịch Covid-19. Lễ khai giảng năm học mới năm nay được nhiều trường chú tâm xây dựng các chương trình đặc biệt đón học sinh đầu cấp, tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống hoặc các chủ đề được ưu tiên thực hiện trong năm học.
Cùng với việc thực hiện chương trình mới, các nhà trường phải tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá, đặc biệt là đổi mới quản trị nhà trường, quản lý chuyên môn, lấy việc chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là trục chính để triển khai các hoạt động đổi mới theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học. Trưa ngày 5 tháng 9, đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác nhận đã nắm được thông tin vụ tài xế xe khách và xe tải dìu hai xe máy ra khỏi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do hai xe máy này đi lạc đường. Trước đó khoảng 7 giờ ngày 1 tháng 9, tài xế xe khách của nhà xe Tân Lập Thành mang biển số của tỉnh Tiền Giang và một chiếc xe tải đang chạy trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện hai xe máy gồm có 4 người, có nam và nữ, nghi do chạy lạc vào đường cao tốc. Thế vậy, tài xế xe khách và xe tải trên đã chạy song song với hai xe máy trên và dìu đến đường dẫn ra khỏi cao tốc tại địa phận thành phố Tân An, tỉnh Long An. Theo đại diện đội tuần tra cao tốc số 7, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, thời gian gần đây cũng có vài trường hợp người dân do đi theo chỉ dẫn của Google Maps đã vô tình chạy vào đường cao tốc. Ngoài ra, ở hai đầu cao tốc do đã ngưng thu phí nên không có nhân viên và bảo vệ nên người dân đã vô tình chạy vào đường cao tốc mà không hay. Ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Thuận An đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nghi phạm đâm chết tình địch tại phòng trọ ở phường Lái Thiêu. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Tân, 34 tuổi và anh L, 27 tuổi, cùng yêu cô gái tên S, 27 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp. Khuya 4 tháng 9, Tân tới phòng trọ trên đường Đông Nhì, phường Lái Thiêu để tìm bạn gái cũ là S thì bắt gặp anh L cũng đang ở đây. Sau đó, hai thanh niên này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tân dùng hung khí đâm anh L khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tân và cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hiện cơ quan công an đang truy bắt hung thủ. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập đua xe tốc độ cao, gây rối trật tự ở khu vực đường bờ kênh thủy lợi xã Phước Thạnh. Ngay lập tức, tổ công an xã Phước Thạnh phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Gò Dầu triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt nhóm thanh thiếu niên trên. Khi thấy lực lượng công an, các quái xế liền tăng ga bỏ chạy tán loạn. Quá trình vây ráp, công an đã bắt giữ được 16 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 23 tuổi cùng 12 chiếc xe mô tô phân khối lớn các loại. Tất cả các xe này đã bị thay đổi kết cấu. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, từ hơn nửa tháng nay vào các ngày cuối tuần, các đối tượng hẹn nhau qua nhóm kín Zalo để chạy xe tốc độ cao, biểu diễn, quay phim, chụp ảnh. Mỗi lần chạy cùng lúc hai xe mô tô để so kè tốc độ, rú ga, nẹt bô. Hiện công an đã lập biên bản tạm giữ 12 xe mô tô và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan. Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin Reuters, đoàn leo núi 12 người, bao gồm 2 hướng dẫn viên, bắt đầu leo lên ngọn núi lửa cao hơn 4.700m từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Nhóm này đã gặp rắc rối lớn sau khi một số người trong đoàn té chết. Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận đoàn người trong ngày 4 tháng 9, nhưng phải quay lại vì gió lớn ngăn cản trực thăng hạ cánh. Nơi đoàn người leo núi gặp nạn là ngọn núi lửa cao nhất trong số hơn 160 ngọn núi lửa có đỉnh phủ đầy tuyết trên bán đảo Kamchatka của Nga. Ngọn núi này là một phần của di sản thế giới được UNESCO công nhận vì vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt của nó. Lực lượng cứu hộ cảnh báo rằng ngọn núi được tạo thành từ những ụ đá lửa trộn với băng tuyết, đặc biệt nguy hiểm đối với những người leo núi do độ cao của nó và nguy cơ núi lửa phun trào. Thông tin mới nhất, có 6 người trong đoàn tử vong và còn 6 người đang mắc kẹt trên núi. Mới đây, camera an ninh đã quay lại cảnh trước sân ngôi nhà ở Trung Quốc. Một cụ bà mặc áo màu xanh đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Bỗng nhiên, cụ bà ngước mặt nhìn lên phía nóc nhà rồi nhanh chóng di chuyển. Từ phía sau nhà, một hòn đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống xuyên qua tường nhà, lao qua sân và dừng lại ngay trước chiếc ghế đá nơi cụ bà vừa ngồi. Sau làn khói bụi mù mịt của vụ sạt lở, cụ bà lò dò đi ra nhìn hiện trường vụ việc. Lúc đó cũng có một cụ ông người phủ đầy bụi bẩn cũng lom khom đi từ trong căn nhà vừa bị phá hỏng ra sân. Tảng đá khổng lồ lăn xuống khiến ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Thật may mắn, hai cụ già thoát nạn trong gang tấc. Đoạn clip được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, ai nấy đều chúc mừng hai cụ già thoát khỏi đại nạn và bày tỏ sự lo ngại khi xây dựng nhà ven núi. Một cổng vòm nặng 600 tấn đã được dịch chuyển để xây dựng tàu điện ngầm Taiyuan số 1 ở miền Bắc Trung Quốc vào ngày 25 tháng 8. Video quay lại tại thành phố Taiyuan, tỉnh Sơn Tây ngày 25 tháng 8 cho thấy các công nhân sử dụng con lăn đặt bên dưới để di chuyển cánh cổng. Theo báo cáo, việc di dời cánh cổng 12 năm tuổi đến vị trí mới cách đó khoảng 24 mét, mất 3 ngày để hoàn thành. Ngày 5 tháng 9, một người phụ nữ Việt Nam 35 tuổi đã bị bắt khẩn cấp sau khi đâm chết một người đàn ông tại khu vực gần đồn cảnh sát ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Theo đài Nippon TV, nữ nghi phạm tên H, quốc tịch Việt Nam, bị bắt vì tình nghi dùng dao đâm chết nạn nhân là Tsuyoshi Sakami vào lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Nghi phạm trú ở phường Shiroishi, thành phố Sapporo. Được biết, H đã đuổi theo nạn nhân với một con dao. Nạn nhân Sakami được cho là đã bị nghi phạm đâm trong một căn hộ ở gần đồn cảnh sát. Nạn nhân người bê bết máu chạy vào đồn cảnh sát rồi gục xuống. Sau đó H xuất hiện và bị cảnh sát bắt ngay lập tức. Sakami đã được đưa tới bệnh viện sau đó, nhưng anh đã không qua khỏi. Tại đồn cảnh sát, H khai nhận không cố ý giết nạn nhân. Cảnh sát đang điều tra hiện trường và xích mích giữa hai người. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh đang hoạt động trên khu vực phía Nam. Do ảnh hưởng của gió mùa, chiều tối và đêm nay 5 tháng 9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 70mm. Cảnh báo mưa dông trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày mai 6 tháng 9, khu vực Hà Nội, trời ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Về thời tiết biển, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage Báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của Báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.